5 giây đếm ngược, bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, bản lĩnh của hai sinh viên trường tự nhiên. Chúng và sự trẻ chung sức lực của các học sinh phổ thông. Chiến thắng sẽ dành với đội nào ạ? Bông hoa hướng dương kia ai sẽ hái ạ? Còn một nhiệm vụ nữa thôi. Một nhiệm vụ nữa thôi. Bây giờ nhiệm vụ rất khó khăn đối với Hollywood, đấy là đi hái hoa. Làm sao để hái được bông hoa kia? Làm sao để hái ạ? Với hoa này có lẽ các bạn nên bẻ nhụy chứ không nên bật gốc ạ.